đột nhập văn phòng công chứng trộm cắp tài sản. Các nghi phạm gồm Phạm Quang Huy, sinh năm 1988, tạm trú thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Huy Hùng, sinh năm 1992, trú tại phường Việt Hưng và Trần Văn Duyệt, sinh năm 1998, quê quán Nghệ An. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 21 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huy, Hùng và Duyệt về các tội trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản. Trước đó, Công an phường Việt Hưng, quận Long Biên nhận tin trình báo của bà Nguyễn, trú tại quận Long Biên, Hà Nội về vụ trộm xảy ra tại văn phòng công chứng NVL, địa chỉ tại phường Việt Hưng. Theo lời khai của bà Nguyễn, khoảng 8 giờ ngày 3 tháng 12, bà Nguyễn đến văn phòng công chứng thì phát hiện bên trong bị xáo trộn. Quá trình kiểm tra, bà Nguyễn phát hiện két sắt đã bị phá hủy, tài sản bị mất là 30 triệu đồng. Nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành các biện pháp điều tra. Quá trình rà soát, trong ngày 10 và ngày 11 tháng 12, đội cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên phối hợp với đơn vị chức năng đã làm rõ và bắt giữ 3 nghi phạm gồm Huy, Hùng và Duyệt. Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận qua các mối quan hệ xã hội, tháng 9, Hùng quen Huy và Duyệt. Ngày 1 tháng 12, các nghi phạm bàn nhau đột nhập vào trụ sở cơ quan, gia đình khá giả để trộm cắp tài sản. Sau đó, Hùng mua các công cụ gồm xà cầy, kìm cộng lực, găng tay. Khoảng 0 giờ ngày 2 tháng 12, Hùng chở Huy, Duyệt đến văn phòng công chứng, định đột nhập trộm cắp xong không thực hiện được. Sau đó, Hùng, Huy, Duyệt mua thêm chiếc cưa, bình ga mini có đầu khò. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 3 tháng 12, các nghi phạm tiếp tục đến văn phòng công chứng. Lần này Huy, Duyệt đột nhập vào bên trong trộm cắp, còn Hùng ở bên ngoài cảnh giới. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên xác định ngoài hành vi trộm cắp tài sản, Huy và Duyệt còn sử dụng công cụ phá hủy hai két sắt trị giá gần 7 triệu đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Xuân Mai, Công an Nhân dân.